Mẹ ruột bỏ rơi Park Thiên vì sợ con bị HIV hay tin khỏe mạnh liền đòi lại tống tiền Angelina Jolie. Câu chuyện mẹ ruột Park Thiên đòi lại con đã xuất hiện từ nhiều năm về trước. Song đến hiện tại, khi cậu bé trưởng thành, một lần nữa tin tức này lại bất ngờ hot trở lại. Còn nhớ năm 2007, tờ News of the World Anh đã gây rúng động dư luận khi đưa tin ông bà ngoại của Park Thiên lo sợ con gái mình sẽ vòi tiền ngôi sao màn bạc này hoặc đòi lại con. Ông Chiến, ông ngoại Park Thiên cho biết con gái ông là Phạm Thu Dung phát hiện có bầu khi thai nhi đã lớn nên không thể bỏ cái thai. Dung chưa chồng, nghiện ngập nên gia đình lo Park Thiên có thể bị nhiễm HIV, nhưng cô ta khẳng định chỉ hít chứ không chích. Ngày 29 tháng 11 2003, Park Thiên chào đời và được chăm sóc đặc biệt vì quá yếu. Hai ngày sau, Dung bỏ trốn vì không thể trả viện phí. Ông bà sáng đưa cháu vào trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi Tam Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm Tam Bình. Từ đó không có ai trong gia đình tới thăm Park Thiên. Khi biết con sắp có gia đình mới, Dung muốn tới tìm con nhưng không biết mặt cậu bé. Bà Nhàn, bà ngoại Park Thiên nói, con gái tôi ghê gớm lắm, ông Chiến thì e ngại. Nếu con tôi biết, sáng được một diễn viên giàu có nhận nuôi, nó sẽ tìm đến để quấy rối và vòi tiền, thậm chí nó có thể đòi lại con. Nhiều người cho rằng mẹ ruột Park Thiên vì sợ cậu bé bị mắc bệnh thế kỷ nên mới vứt bỏ, nhưng đến khi biết con khỏe mạnh, cô lại muốn đòi lại con. Ông ngoại Park Thiên cho biết thêm, Dung ở nhà khi người của trung tâm Tam Bình tới thông báo rằng có một người Mỹ giàu có muốn nhận nuôi Park Thiên, nhưng các vị khách không biết đó là mẹ cậu bé. Tâm sự với News of the World, bà Nhàn cho biết chưa bao giờ tới thăm cháu vì sợ sẽ mủi lòng và đưa cháu về nuôi. Chúng tôi không đủ điều kiện nuôi cháu nên chỉ hy vọng nó được sống hạnh phúc rồi về thăm chúng tôi. Tôi cũng mong Dung quên con trai mình đi, bà nói. Gia đình sáng chưa bao giờ liên lạc với em. Theo ông Nguyễn Văn Trung, từng là giám đốc trung tâm Tam Bình cho hay, ông bà ngoại hay mẹ của Park Thiên chưa bao giờ tìm cách liên hệ với trung tâm. Ông khẳng định, trong trường hợp này, gia đình Park Thiên không còn quyền gì đối với em. Trước khi Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố chuyển sáng về trung tâm Tam Bình, thì Bệnh viện Từ Dũ đã xác nhận em là đứa trẻ bị bỏ rơi, vô thừa nhận. Do đó, chỉ có trung tâm Tam Bình mới là người bảo hộ chính thức cho Park Thiên và đã được nhà nước thừa nhận. Báo chí nước ngoài nói mẹ Park Thiên làm đơn gửi trung tâm, thậm chí hàng tháng tới thăm con là hoàn toàn bịa đặt, xúc phạm nặng nề trung tâm. Mẹ ruột của sáng không có quyền nuôi con. Theo luật sư Huỳnh Minh Vũ, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, về mặt pháp lý, Park Thiên chính thức là đứa trẻ mồ côi từ khi đến trung tâm Tam Bình. Quy trình cho và nhận con nuôi trong vụ này rất chặt chẽ về mặt pháp lý. Luật sư Vũ cho biết, trường hợp nhận con nuôi của Angelina Jolie là công khai và không vĩnh viễn. Công khai vì việc nhận bé Park Thiên được thông tin trên khắp các phương tiện truyền thông, còn không vĩnh viễn vì theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, tòa án có thể ra quyết định chấm dứt việc nuôi con trong trường hợp cha mẹ nuôi bị hạn chế về quyền nuôi con, chưa thành niên theo pháp luật, bị kết án về tội xâm hại trẻ, lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động, có hành vi xúi dục ép buộc con nuôi làm những việc trái pháp luật. Nếu phát hiện Angelina Jolie vi phạm những điều này, tòa án có thể hủy bỏ việc nuôi con nuôi của cô. Tuy nhiên lúc đó Park Thiên sẽ được trao lại cho trung tâm Tam Bình chứ không phải gia đình của bà Dung. Thực tế, Park Thiên Jolie đã thiết lập một mối quan hệ pháp lý khác là con nuôi của Angelina Jolie. Chính vì vậy, bà Dung không có bất cứ quyền hạn nào trong việc đòi lại bé. Chỉ khi nào tòa án có thẩm quyền quyết định chấm dứt việc nuôi con của Angelina Jolie vì những vi phạm nuôi con nuôi của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, bà Dung mới có thể xin nhận lại Park Thiên. Luật sư Vũ khẳng định, với những lo ngại cho rằng bà Dung có thể vòi vĩnh, đòi tiền, yêu sách bất cứ điều gì, thì đó là những trò hề của bà Dung mà thôi, bởi pháp luật sẽ không bảo vệ và bênh vực những hành động đó.